Cái 10 lễ tứ binh vào vị trí. Tôi, Ngô Văn Trai, tổ trưởng tổ tứ binh, báo cáo đồng chí Võ Cao Lam đã đến giờ thực hiện nghi thức di quan cho đồng chí Lê Hiền Lương, đảng viên quy hiệu 55 tuổi đảng. Báo cáo hết. Đó. Trong ban thân lễ và gia đình đồng chí Lê Hiền Lương, kính thưa bà con cô bác có mặt trong buổi lễ truy điệu hôm nay, thực hiện quyết định số 84 ngày 9 tháng 6 năm 2023 của Đảng ủy xã Long Hồ về việc thành lập ban thân lễ đồng chí Lê Hiền Lương, đảng viên 55 tuổi đảng. Hôm nay vào lúc 5:10 ngày 12 tháng 6 năm 2023, ban tang lễ phối hợp cùng địa phương và gia đình tiến hành tổ chức lễ truy điệu đồng chí Lê Hiền Lương. Đến dự lễ truy điệu, xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Trần Thu Hạnh, bí thư đảng ủy xã Long Hồ, trưởng ban tổ chức lễ tang. Đồng chí Võ Cao Lam, chủ tịch hội đồng nhân dân, thường trực đảng ủy. Đồng chí Trương Ngọc Phương, đảng ủy viên, chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Long Hồ, cùng các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ xã khóa 5, cùng các đồng chí trưởng các ngành đoàn thể của xã. Tham dự lễ truy điệu của các đồng chí là thành viên trong ban lễ tang, đại diện gia đình, người thân cùng của đồng chí Lê Hiền Lương. Về nội dung của lễ truy điệu gồm: 1. Thông qua quyết định thành lập ban lễ tang. 2. Nghi thức dâng hương. 3. Đọc điếu văn. 4. Một phút mặc niệm. 5. Phát biểu của đại diện gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị, mở đầu buổi lễ truy điệu, tôi xin kính mời đồng chí Trần Ngọc Phương, chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam, đại diện ban tang lễ xã Long Hồ, thông qua quyết định thành lập ban tổ chức lễ tang. Kính thưa các đồng chí trong ban lễ tang, kính thưa toàn thể gia quyến, cùng toàn thể quý bà con, thì lịch sử phân công của ban lễ tang tôi xin thông qua quyết định về việc thành lập ban lễ tang đồng chí Lê Hiền Lương, quy hiệu đảng viên 55 tuổi đảng, đảng cộng sản Việt Nam, đảng bộ huyện Nhân Trạch, đảng ủy xã Long Thọ, số 84 Long Thọ ngày 9 tháng 6 năm 2023, quyết định về việc thành lập ban tang lễ đồng chí Lê Hiền Lương, đảng viên được tặng quy hiệu 55 tuổi đảng. Căn cứ quy định số 16 ngày 23 tháng 4 năm 2019 của quy ủy Nhân Trạch về việc tổ chức lễ tang đối với cán bộ lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ trần, xét đề nghị của văn phòng đảng ủy xã Long Thọ, ban thường vụ đảng ủy quyết định điều 1, thành lập ban tang lễ đồng chí Lê Hiền Lương, đảng viên được tặng quy hiệu 55 tuổi đảng, gồm các đồng chí có tên sau đây: 1. Đồng chí Trần Thu Hạnh, bí thư đảng ủy xã, trưởng ban. 2. Đồng chí Phạm Thị Tư Khanh, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phó ban. 3. Đồng chí Võ Cao Lam, ủy viên ban thường vụ, thường trực đảng ủy, phó ban. 4. Đồng chí Nguyễn Thanh Sang, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phó ban. 5. Đồng chí Trương Ngọc Phương, đảng ủy viên, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, thành viên. 6. Đồng chí Trần Quỳnh Minh Dũng, chủ tịch hội nông dân xã, thành viên. 7. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, chủ tịch hội cựu chiến binh xã, thành viên. 8. Đồng chí Nguyễn Thị Thảo Sương, chủ tịch hội phụ nữ xã, thành viên. 9. Đồng chí Nguyễn Quý Tường, bí thư đoàn thanh niên xã, thành viên. 10. Đồng chí Nguyễn Anh Xuân, phó ban tuyên giáo xã, thành viên. 11. Đồng chí Trương Văn Dũng, công chức văn hóa xã hội xã, thành viên. 12. Đồng chí
Viễn thông Điền Vũ, bí thư chi bộ Gạch Ba thành viên. 13, ông Nguyễn Văn Lợm, đại diện gia đình thành viên. Điều 2, ban lễ tang có trách nhiệm phối hợp cùng địa phương và gia đình tổ chức tang lễ cho đồng chí Lê Hiền Lương chu đáo đúng quy định, phân công cho từng thành viên phụ trách từng công việc cụ thể trong ban lễ tang cho đến khi đưa đồng chí Lê Hiền Lương về nơi an nghỉ cuối cùng. Điều 3, văn phòng đảng ủy, các đồng chí có tên trên căn cứ quyết định thi hành, thay mặt ban thường vụ bí thư Trần Thu Hạnh đã ký. Xin được cảm ơn. Tiếp tục chương trình là nghi thức dân hương. Sau đây kính mời các đồng chí trong ban tang lễ tiến hơn về dân hương. Chí Võ Cao Lan, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thường trực Đảng ủy lên thông qua đọc điếu văn. Kính thưa gia đình, kính thưa các đồng chí đại diện đơn vị cơ quan ban ngành cùng toàn thể bà con cô bác thân bằng quyến thuộc đến tiễn đưa linh cữu đồng chí Lê Hiền Lương. Thưa toàn thể thân nhân gia đình của đồng chí Lê Hiền Lương, hôm nay trong không khí đau thương. Hôm nay trong không khí đau thương và mất mát, dưới niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta nhận điện và tiễn đưa đồng chí Lê Hiền Lương, người đảng viên trung kiên, người đồng chí đồng đội thanh niên, người con quê hương xã Văn Thọ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Văn Thọ vô cùng thương tiếc tri ân. The Bluetooth device is ready to pair. Đồng chí Lê Hiền Lương sinh ngày 1 tháng 1 năm 1955 trong gia đình nông dân, nên đồng chí sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Quá trình tham gia công tác của đồng chí Lê Hiền Lương như sau. Từ năm 1967 đến năm 1971, đồng chí Lê Hiền Lương tham gia công tác tại công an xã Long Thọ, nay là xã Phước Thọ ngày xưa, giữ chức vụ phó ban công an xã. Sau quá trình phấn đấu, ngày 3 tháng 4 năm 1969 được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1971 đến năm 1972 giữ chức vụ trưởng ban công an xã Phước Thọ, nay là xã Long Thọ, và giữ chức vụ phó bí thư chi bộ xã Phước Thọ. Từ năm 1972 đến năm 1973 giữ chức vụ bí thư chi bộ xã Phước Thọ, đảng ủy xã Long Thọ về nay hiện giờ. Từ năm 1973 đến năm 1974 công tác tại văn phòng công an huyện Long Thành, giữ chức vụ phó bí thư chi bộ. Từ năm 1974 đến năm 1975 giữ chức phó phòng công an huyện Long Thành và kiêm nhiệm vụ trưởng đội bảo vệ chính trị công an huyện Long Thành. Từ năm 1975 đến năm 1978 là cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ chính trị công an huyện Long Thành, giữ cấp bậc trưởng úy, được tặng huân chương hạng nhất. Sau đó vì lý do sức khỏe, đồng chí xin nghỉ việc và về sinh hoạt tại đảng bộ
chi bộ Bắc Pha thường thuộc đảng bộ xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch hiện nay. Trong cuộc sống hàng ngày giữa gia đình, đồng chí là người cha, người ông mẫu mực, kính mến và đầy trách nhiệm, luôn quan tâm dạy bảo con cháu trở thành những công dân tốt, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Hơn 50 năm hoạt động và cống hiến cho sự nghiệp, đồng chí vẫn không hề nao núng, giữ vững ý chí chiến đấu và phẩm chất đạo đức của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới những công lao cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đồng chí Lê Hiền Lương mất đi, thân nhân gia đình đồng chí mất đi người cha, người ông kính mến, xã Long Thọ mất đi một đồng chí người đồng đội trung kiên. Trong giờ phút đau thương mất mát, thay mặt ban lễ tang, chúng tôi xin bày tỏ niềm xúc động và chia buồn sâu sắc đến gia đình thân quyến của đồng chí. Đây là một sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình, người thân, đồng thời cũng là sự mất mát to lớn đối với chúng tôi, những đồng chí đồng đội của đồng chí Lê Hiền Lương. Tuy đồng chí đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng công lao và những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng sẽ luôn còn đọng lại trong lòng những người đang sống. Đồng chí Lê Hiền Lương kính mến, bên đồng chí hôm nay cùng với những người thân trong gia đình còn có các cán bộ đảng viên, những đồng chí đồng đội thân thiết của đông đảo và đông đảo bà con cô bác láng giềng lên viếng và tiễn đưa đồng chí. Chúng tôi nguyện sẽ tiến bước con đường cách mạng mà đồng chí đã đi qua, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trở ngại, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Xin đồng chí hãy yên lòng an nghỉ chết nghìn thu. Xin vĩnh biệt đồng chí. Mời các đồng chí bước vào vị trí làm đại. Đây kính mời ông Nguyễn Văn Lợn đại diện gia đình lên tiếp đáp tờ. Kính thưa ban đạo các cấp cùng các ban ngành đoàn thể địa phương, quý bà con cô bác xa gần, do tuổi già sức yếu thì cha chúng tôi đã rất hơi thở sau cùng. Vào lúc 4:45 ngày 9/6/2023, thì sau khi cha chúng tôi mất đi thì được sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể địa phương cùng với bà con xa gần đã hỗ trợ giúp đỡ anh em chúng tôi hoàn thành trách nhiệm đối với người cha. Thì nghĩa tình ấy là không có gì bù đắp được, thì tôi xin đại diện gia đình xin có đôi lời cảm tạ đối với quý bà con cô bác cùng các ban ngành đoàn thể địa phương. Sau khi đưa cha chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng, tôi xin đại diện gia đình mời tất cả các đồng chí trong ban ngành đoàn thể cùng quý bà con xa gần trở về gia đình dùng chén cơm thân mật với gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn anh Nguyễn Nhật Lộng. Kính thưa các đồng chí,
vỗ tay ở nhà. Suốt đời vì con gian nan.
máy của ảnh, tôi tưởng của người ta, anh kêu tôi lấy, tôi đâu có dám lấy. Anh nói máy của tao, vậy tôi lấy. Ô máy người ta kêu lấy, hơi yếu à. Ô, gà. Nè, tao có ông, tôi mới lấy, tưởng cái máy tao kêu tôi lấy, ngu à. À, nè, rồi đâu đây? Vậy. Rồi rồi, chú tắt luôn, nào ơi. Thôi, tôi quay cái ông, tắt vậy. Chết mẹ rồi. Bấm vô tắt rồi, Bấm vô đây tắt ngay coi. Bấm vô giữa. Mấy sao đồ bán người cũng tưởng đi. Rồi đi lại từ mặt luôn. Dạ. Đi mặt nào bắn nó chào nha. Đi chỗ mặt nào bắn nó chào nha. Mặt này trước nha. Sáng nó vô, sáng cho mặt luôn. Được chưa? Dạ rồi. Chúc mặt ai hả? Chú á. Mặt mày á. Rồi, thấy hình như là ba bốn người rồi. Tí đó que bốn người rồi. Ờ, ba người. Để gần một người thôi. Từ mặt một người thôi. Được chưa? Rồi, chào, sáng vô. Rồi, lên ra xe. Đúng khúc rửa rồi. Lấy cái bản quyền quỹ dân sạch á. Đi gần gần là như lấy cái bản quyền quỹ dân sạch rồi. Cái đầu lấy cái bản quyền dân sạch của bệnh viện luôn. Phút 6 giây. 1 phút 6 giây. Ráng 1 phút 30 giây hoặc 1 phút 50 giây. Dạ. Dạ. Từ từ gào biết có bóng không? Cảnh từ gào thấy mày.